Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh tin tức mới, và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Trực tiếp toàn cảnh đám cưới Kỳ Duyên Trịnh Hội, cô dâu chú rể xuất hiện xinh đẹp giữa không gian tiệc hoành tráng. Sau lễ rước dâu tại nhà riêng, tối nay ngày 27 tháng 9, đám cưới của Kỳ Duyên Trịnh Hội diễn ra tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở Long Biên, Hà Nội. Giống như nhiều sao Việt khác, không gian nơi diễn ra ngày trọng đại của Kỳ Duyên Trịnh Hội được trang hoàng vô cùng lộng lẫy và xa hoa. Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Trịnh Hội là cặp đôi đình đám của hải ngoại. Việc họ đến với nhau nhận được rất nhiều lời chúc phúc, bất chấp khoảng cách đến 12 tuổi. Dù vậy, bên nhau được 4 năm thì cặp đôi tuyên bố ly hôn trong sự tiếc nuối. Sau khi đường ai nấy đi, họ vẫn giữ liên lạc và xem nhau như những người bạn. Mới đây, nữ MC hải ngoại có chia sẻ gây chú ý về chồng cũ sau hơn 10 năm chia tay. Kỳ Duyên cho biết mình và Trịnh Hội may mắn khi vẫn có thể làm bạn với nhau. Mỗi lần gặp nhau, cả hai lại thấy đối phương dễ thương vậy, biết điều vậy. Tại sao hồi trước mình lại không ở với nhau được? Tại sao lúc trước mình lại gây lộn nhiều đến mức phải ly dị? Nữ MC chia sẻ thêm, cô cùng chồng cũ lúc này dành cho nhau sự tôn trọng nhất định, không ghen tuông hay tranh cãi như trước. Lý do theo Kỳ Duyên là vì không còn là của nhau, không còn quyền sở hữu, cũng chẳng chung đụng tiền bạc. Cô cho rằng các cặp vợ chồng hay có mâu thuẫn vì nghĩ bản thân có quyền, đối phương phải mang đến hạnh phúc cho mình. Kỳ Duyên tiết lộ mình với chồng cũ giờ như tri kỷ. Ví dụ người đó có vấn đề gì cần hỏi thì tôi mới nói, có những gì mà tôi khuyên, người đó có quyền nghe hoặc không nghe. Đâm ra nó rất nhẹ nhàng, chúng tôi có thể cho nhau sự nương tựa của tình bạn, tình tri kỷ nhưng không có quyền áp đảo ý muốn của mình vào đời sống của người đó. Tiếc nuối khi nghĩ về quá khứ, Kỳ Duyên tâm sự, tôi và người đó nói rằng nếu trở lại hồi đó mà mình thông cảm, hiểu cho nhau như bây giờ thì chắc sẽ không có chuyện gây lộn hoặc ly dị. Bài học Kỳ Duyên rút ra được sau cuộc hôn nhân đổ vỡ là khi đã về chung nhà, cần dung hòa được tự do cá nhân và đời sống vợ chồng. Kết hôn xong, có thể để tiền chung nhưng ai cũng cần có một khoản để phục vụ cho nhu cầu riêng, tạo nên sự tự do cho mình. Bên cạnh đó, Kỳ Duyên cũng khuyên mọi người nên chú ý đến việc giữ lửa tình cảm vợ chồng. Sự lãng mạn là rất cần thiết. Cô thừa nhận chính sự nắm giữ, ghen tuông, nghi ngờ đã đẩy cuộc hôn nhân của mình vào ngõ cụt. Ly hôn xong, Trịnh Hội và Kỳ Duyên bỗng dưng lại cảm thấy thoải mái hơn với nhau rất nhiều. Kỳ Duyên thổ lộ thêm, bây giờ ai đến với tôi, nhưng nếu một ngày họ không hạnh phúc với tôi nữa vì có người khác mang lại cho họ sự hạnh phúc hơn thì tôi vẫn sẽ cảm ơn vì những tháng ngày đã chia sẻ với nhau, vì người đó đã mang đến cho mình bao nhiêu năm tháng hạnh phúc rồi. Nếu không ở được với nhau nữa thì chia tay, chúc cho nhau những điều tốt đẹp, không cần phải thù oán người kia. MC Kỳ Duyên chia sẻ hình ảnh một người đàn ông giống với chồng cũ Trịnh Hội và không quên nói lời yêu thương. Kỳ Duyên là nữ MC hải ngoại đình đám và là một trong những ngôi sao trí tuệ. Mặc dù vậy, đường tình duyên của cô khá lận đận. Cô từng kết hôn với một bác sĩ Việt kiều và có hai cô con gái. Sau đó vài năm, cả hai nảy sinh nhiều bất đồng dẫn đến ly hôn. Sáng ngày 25 tháng 7, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên bất ngờ đăng tải hình ảnh bên một người đàn ông giấu mặt. Cả hai nắm chặt tay nhau tiến về phía trước và thể hiện rõ sự hạnh phúc. Đáng chú ý là lời nhắn nhủ yêu thương mà nữ MC dành cho đối phương, cũng đồng thời là lời ước hẹn năm xưa giữa hai người. Qua cuộc hành trình, em hứa sẽ về, nếu anh chờ, lời hứa năm xưa em vẫn giữ. Từ nay mình nắm tay nhau đi suốt khoảng đường còn lại như anh đã hứa với em, anh nhé. Kỳ Duyên viết, nữ MC đã nhắc đến lời hẹn ước với người xưa khiến nhiều người chú ý. Hầu hết bạn bè và cư dân mạng đều cho rằng người mà cô muốn nhắc đến là chồng cũ MC Trịnh Hội. Ngoại hình người đàn ông trong ảnh rất giống anh. Theo những gì cô viết thì cả hai dường như đang muốn nối lại tình xưa. Hiện MC Kỳ Duyên vẫn chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận những lời đồn đại khiến khán giả càng thêm phần tin tưởng rằng đây chính là sự thật. Trước những suy đoán và bình luận chúc mừng của mọi người, nữ MC hiện tại vẫn chưa lên tiếng về nghi vấn nối lại tình xưa. Trịnh Hội, sinh năm 1970 gặp Nguyễn Cao Kỳ Duyên, sinh năm 1969 lần đầu tiên vào năm 2000 tại Mỹ trong một chương trình văn nghệ từ thiện do Anh tổ chức. Năm 2002, Kỳ Duyên là nghệ sĩ duy nhất tiếp tục nhận lời tham gia các hoạt động thiện nguyện của Trịnh Hội tại Philippines. Chính sự đồng cảm về đam mê công tác xã hội mà hai người đã đến với nhau. Bên cạnh đó, họ còn trùng hợp ở nhiều điểm như cùng học ngành luận, cùng làm MC các chương trình văn nghệ. Năm 2004, lễ cưới của họ diễn ra khá lãng mạn trên một bãi biển ở Philippines với sự tham gia của đông đảo bạn bè là nghệ sĩ hải ngoại. Kỳ Duyên từng có một hôn nhân đổ vỡ trước khi đến với Trịnh Hội và có hai cô con gái riêng. Khi về sống chung, họ nhận thêm hai người con nuôi khác trong quá trình hoạt động thiện nguyện. Tháng 12 năm 2008, Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Trịnh Hội tuyên bố chia tay, kết thúc 4 năm gắn bó vợ chồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.